mơ tùng cửa sổ đón huy mặt hộ. Ok, cái đầu này. Cái gì đây? Cái Ai gì vẽ đầu đây? ơi? Em. Ôi, chữ gì đây? Mẹ đã vẽ đéo đâu nói nhá. Chữ chue, chữ chue. Cái gì đây? Gì đấy? Nhân việc hả? Nhân việc hay sao vậy? Anh Khôi. Ok. Sao vẽ đúng mẹ rồi? Cái gì đoán đi anh ơi, đoán đi anh ơi. Cái gì đây? Đoán đi anh ơi, đoán đi. Đoán tư đi duy, anh. Tư duy, tư duy. Yay. Nhưng mà ok á. Tư duy, tư duy, tư duy, tư duy. Hay à. Trời ơi, chưa có UDK. Đúng. Mẹ à, mày cái đéo gì đây? Cần gì đây? Cần gì có UDK? Không cần UDK nhá. Thằng video tự đoán đúng rồi kìa. Video đoán đúng rồi kìa. Ủa, cái từ à. Chịu 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 đéo biết là cái gì luôn ấy. Nghĩ đơn giản anh ơi, chủ đề là gì mọi người? Chủ đề là gì cơ? Chủ đề là không, bây giờ đừng nghĩ gì hết, nghĩ xung quanh mình thôi anh. Sao còn nhìn cái những cái số trên kia xem số gì làm số chữ bao nhiêu từ? Hello, mấy bộ từ mấy bộ từ không bình thường. Con đó là con gì? Con gì? Trời ơi! Em thật sự tò mò anh Khôi vẽ con gì á. Đấy con này này. Con này nhưng mà liên quan gì tới cái này. Liên quan đéo gì vậy? Có liên quan luôn anh. Có. Sao liên quan? Con tức là kiểu rắn hay cãi nhau với anh Vino ấy. À. Cãi nhau à. À mày vãi lìn thật. Em nhập hai phương án để nhập tên anh với nhập tên của Pino, bởi vì em nhìn thấy bốn chữ số, em nhập thế thôi. Thì em biết chữ mẹ mà đéo được điểm nào luôn ạ. Vãi cướp thật thì dễ khó thế nhở. Anh gọt cái đàm kia mày chứ nào. Ủa, cũng bố em và anh cũng đều đoán được này. Đâu thằng bô nữa để mày chữ hả? Từ cái gì đây, cái gì đây, hay là tên mà Oni tài quá đây. Mẹ đeo kính à, thằng đây kia à, đâu à, đâu à, kia tú đụ à. Đủ à? 74 Kêu là máy. Không phải. Select. Không phải. Anh Thuận. À đâu? Đặc thủ đủ. Này khó nghĩ thiệt á. 6, 7 chữ á ta. 7 chữ là... Gì đây? Dễ đi em đi. Không phải xem message ta. 7 từ xem em. Xem message kìa. Piu piu. Mà kìa nhá. 6 chữ à? Thì enter đi. Xem message enter đi chứ. Không phải. Nhưng mà đeo mắt kính. Đeo mắt kính ấm ấm. Phải rớt, đéo phải. Ai ở tài bé hả? Lại còn cầm mic à? Cái địt. Ai đây? Em cúi kìa phân kia. Ai nhờ? Không phải anh, anh có biết hát đâu. Nhiễm Dung Nhi à? Không. Em không tô màu được anh ơi. Em không tô màu được. Thằng đéo là hát hoa. Nhiễm rồi sao? Màu á? Ơi. Bỏ man, Ai nhờ? Từ từ. Sao lại bỏ man? Tự khi coi mõm luôn hả? Bomman thì sống tốt thế. Bomman kiểu anh Bomman hay la lắm. Anh coi tự nhiên khôi mõm. Anh tập phạm nhờ. Ở lúc đó tôi kiếm đích tôi tưởng là bình luận viên. Văn lép. Sống mở sau á. Mẹ mày thành thầy bói rồi. Mà khó quá nhờ. Chúng ta không nghĩ đi. Em có được viết chữ không mọi người? Đéo. Do người thêm tí tư nữa coi. Không được. Vẽ mẹ mày vẽ thêm vào đi. Logo cái gì cũng được, logo vẽ vô, vẽ logo vô. Cái logo cái cuối hình như là từ nhím á, nhưng mà nhím mà không phải à? Nhím xem cái gì đấy? Ai giờ? Streamer à? Mà ai tóc vàng nhở? Simon. Simon mà tóc vàng. Hay là đây rapper QNT à? Chú chip già. Không mày, tao đâu vào tao để tóc vàng đéo đâu. Đi mày. Ủa ai nhỉ? Eminem ngoài không nhỉ? Cái này là tiếng nước ngoài rồi. Hay là anh nước ngoài. Cái gì liên quan tới tụi mình? Liên quan tới Ấn Độ nhỉ? Cái gì ta? Nó phải liên quan tới mọi người. Khó thế. Connect à? Khó thế nhỉ? Shroud. Khó nhỉ? Đéo hiểu ở chịu mẹ luôn ấy. Nghe bùi gì đây? Đừng đọc. Nhưng mà hết giờ mẹ. Tò mò thế chưa? Tò mò ấy chứ không phải là gì. Thôi, đâu. Mọi người khỏi đánh đi. Ngại cần thế.
Ui trời ơi, vai cả Linh. Thằng hát bài không có ngày tân thế. Vai cả Linh. Ôi vai cả Linh à. Chưa hiểu kiểu gì. Sao tao qua được cái tên nhỉ? Ờ, làm chịu mẹ luôn đấy. Lục kìa, về Samsung đấy. Lục kìa, về Samsung đấy. Mày bẻ cái đỉnh khẩu này. Hết từ anh một từ là mất hết một từ rồi. Cái này dùng được nhờ? Cái này phải chip nhờ? Mày bé con nợ nè. Lục sổ đấu nhờ? Đúng kìa. Ok kìa. Ok kìa. Hay là mày có dấu nhờ? Ừ. Gì đây? Cái gì nhờ? Cái gì nhờ? Khó vẽ quá. Vẽ cái gì thế? Sao kêu đoán được ta? Hê hê. Phải thân anh ạ. Sao lại là đẹp nguyện? Gì đây? Thân. Mẹ ơi. Cái gì vậy? Ai vậy? Ủa? Mặt khó vẹt quá. Mặt cái này nó giống rồi. Con chuột à? Ôi cái này đây là mình có điểm rồi. Ôi có điểm rồi, có điểm rồi. Vãi cả Linh ạ. Ôi 700 điểm đầu tiên ạ. Quý vậy này thế. Trời ơi, bộ, bộ từ này khó phết đấy, đừng đùa. Để ghen thì thích phải đéo tính. Mẹ ở đây là con, đây là con cọp con mẹ rồi. Cái về đéo đó thì cũng kỳ. Con cọp này bị sổ mũi à? Đang chảy đông mũi. Không ai chứ đồ ấy. Còn đang nghiếm. Chịu anh ơi. Ông chip đi đến đoạn. Ông chip. Bó tài. Khó thế. Sản sao thử chip ạ. Ủa dài thế. Từ từ ơi. Ai đây, ai đây? Là Bình Hoa. Ủa vậy đẹp đấy. Đây rồi. Đây rồi. Đi đây đấy. Sao anh Đỏ lại biết ngay vậy? Ủa đúng là anh Đỏ à, đúng là anh Đỏ. Anh đây là anh Đỗ. Đúng là anh Đỗ à thề. Mày thế đi, bao điểm ra được bao nhiêu? Ui được 1000 điểm luôn ạ. Đỉnh vậy đấy thề. Vô đúng. Cái gì đấy? Biết cái gì nhờ? Ô anh Đỏ đánh vãi lên. Mãi rồi. Cái gì vậy mọi người? Nó vẽ dễ hiểu vãi lên luôn ý thề. Nó vẽ dễ hiểu vãi đái luôn ấy. Ờ nên là hiểu mà. Không đi ra luôn ý. Quang. Anh Quang. Em mới vẽ anh Đỏ biết luôn mà. Bốn người nhỏ nhất. Mà bư. Để vẽ trang như ba bư. Đùa mà. Ba bư quá đại thề. Ui thề. Thề luôn đấy. Anh Đồ phải biết chứ, anh Đồ không biết chứ được. Không nghĩ ra luôn. Chị Trang ba bư vậy á. Thôi xa 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 xa. Vẽ tóc ba bư quá đại ạ. Quá muộn rồi, tao đã quá muộn rồi. Sao kiểu đéo ấy, chị mày chả đang ngồi xem rồi chim. Ôi, nó đỉnh thật. Ui, vãi cả Linh này, khó thế nhở? Ôi, em tính gõ luôn anh Quang à. Mẹ, khó thế nhở? Mất mẹ lần rồi. Ai soạn bộ từ à? Bộ ông này đó. Một con béo. Ơ, cái bộ từ này hay mà. Gì đấy? Mẹ, khó thế, cái này khó vẽ quá. Từ từ nhá, để tao nghĩ em vẽ kiểu đéo gì bây giờ nhở? Là cái... Xóa hết rồi nè. Ok. Ôi, giống cái biểu. Ôi, rồi. Cái gì vậy giờ? Cái này vô vẻ đấy đấy đấy, con đang đánh được đấy. Mẹ khó thế nhở? Anh đang dễ cái đó. Từ từ nha. Nếu mà gì đây? Cái gì vậy? À, khẩu súng. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, anh đòi vậy cái đó thật. Cái gì? Có ý thì mới nghĩ ra chứ còn để lấy đồ vẽ là không nghĩ ra được. À, mẹ không, cái từ này khó vẽ thật. Mẹ mấy cái từ của tao toàn từ khó vẽ.
Không, có khi anh dễ chìa khóa là tụi em biết ấy. Chìa khóa bắn mấy cái mẫn à? Máy hả? Súng hả? À rồi. Thế sao nào thì nghĩa là từ này nhỉ? Ồ, đéo biết học kiểu gì chứ luôn tê. À mình đây em sẽ vẽ được tài nhỉ. Có hình chữ M mới. Anh có đáng được hình chữ kia mới biết cái ờ, anh, sao anh Độ lại chọn từ này anh Độ? Mấy từ còn lại tao đéo biết là từ gì ý. Chết. Thì đó là sao ai vẽ nhở? Từ từ ra đây, em từ từ để em xem Google đã. Ok ạ. Xong xem cái hình nó như thế nào á nè. Họa sĩ cao lãnh rồi. Hình à. Ai có hai chữ và một bốn cái bốn từ. 224. Chết mà. Má phải xuống lấy đồ. Má ơi đồ. Đi seafood. Đi seafood. Gì á? Đây bác quái hả? À em bơ. Đơn giản. Cái đây. Cái này gì? Donate nha. Ok đéo gì đây? Đỉnh thế nhỉ? Chết mẹ làm cho mình đéo biết rồi. Nhâm. Cái gì nhỉ? Đúng đúng đúng. Ơ, không có dấu. À. Có sao? Mẹ mày từ này em đéo hiểu sao nó phải xem hình ạ. Ờ, phải xem hình. Nó vẽ giống bài cứt vậy đó. Đúng là để bác quái gì chứ. Em kia giống mà, em kia đúng rồi. Quậy điểm lát nữa ra mình tỷ với mình sao chứ. Kìa tay, mày đó không được hả tay. Mình dễ sát thủ anh mày nha. Bài cứt. Xem đi ạ, để xem ở cây. Cái lại không? Ủa, bố vẫn đẹp hết nhỉ? Ờ thế nhưng mà nét to hơn. Con này không nhìn được. Dễ nhìn được. Bán được chấm nữa em ơi. Ôi ôi. Ôi giời ơi. Quên mất người anh. Ui. Mình vẽ đấy nhỉ? Ok. Không, chủ đề này em chưa làm quen được anh ạ. Gì anh? Giống như anh bẫy vậy, anh bẫy thật vậy. Từ từ nha. Cái này đến 2 giờ. Ừ. Nhìn dễ nhờ. Ê kìa. Từ này dễ. QNT à? Đẹp. Ai thử đi, ai thử đi. Không được. Con gái à? Mà châu tóc thế này chắc chắn không phải em rồi. À. À. A đéo đi. B. Thì đây. Giờ đưa ra khi đâu sao mà đã chơi. Bảy nha. Ơ kìa. Ơ kìa. Anh Đỗ. Mọi người. Ơ kìa. Tớ gọi chưa hiểu. Khó thế nhở. Mà anh thích tình yêu thôi. Ý là người yêu anh thích tình yêu thôi. Yêu ai nhở. Yêu ai nhở. Mẹ ảo. Thằng nào tóc tai trông mẹ bợm sầm dreadlock này. Mimosa. Ba chữ. Yêu say yêu ai nhở? Ôi trời. Mẹ ôi chết mẹ rồi. Mẹ mày okay. Đoán hết 3 lần rồi. Ô kìa. Ê ơi. Ô kìa. Ai đây? Ben à? Em mới biết đây. Chị sao lại Ben được? Ba chữ đi chỉ có thằng này thôi. Thằng này á. Ô kìa. Thằng á. Thằng mẹ nó chó à? Thằng nó chó. Thằng yêu. Thằng tài thôi. Thì thằng còn gì nữa? Cái đéo mèo á. Ai nuôi mèo nhờ? Trời ơi, mình không biết ai nuôi mèo hết. Ui, chị à... mèo lắm. Nhớ, nhớ, nhớ. Nhưng mà à... sao bố là thằng nhờ? Ở đây có ai em biết thằng nhờ? Nuôi mèo mới nhớ. Thằng ai nhờ? Đéo nào nhờ? Ờ kìa, vẽ thêm đi anh Bảy. Anh vẽ thêm đi. Ừ, vẽ thêm chưa? Vẽ mất tên nữa chứ. Ai nuôi mèo nhỉ? Ôi giời ơi. Trời ơi. Vẽ thêm kiểu... Ôi dồi ôi, mẹ à mày vãi cà lin. À à, rồi rồi rồi. Không dễ bố mày. Mày không biết tù cái gì lưu. Sao nhấn nhau mẹ mày được có 75 điểm ạ, vãi lin thật. Đéo hiểu sao tóc nó lại vẽ như thế luôn ấy, tao tưởng sao béo á. Không dễ được, có dễ quá. Đệt. Thôi vẽ dễ dễ tí nhờ. Vẽ dễ tí cho anh em ăn tiền nhá. Gì đây?
Ok. Ok. Cái đéo gì đấy? Phải không nhỉ? Tôi đây để em vẽ lại đẹp đẹp gì em bái. Từ để em vẽ lại đẹp đẹp một tí, để em vẽ đếm một giờ ba. Đéo biết bằng vẽ gì để chỉ. Để em vẽ lại đẹp đẹp một tí nhá, để em vẽ lại một đẹp đẹp một tí. Mình vẽ đi, mình nói ít thôi. Cứ để em. Ôi, gì nhỉ? Con đỉnh ấy. Cái đất gì vậy? Cái đất à? À trời ơi. Ủa, liên quan gì trời ơi. Liên quan gì ta? Ủa, phải hả? Lần trước gặp lần rồi còn gì? Ờ đúng rồi. Hôm nay không liên quan gì gì đâu, bình thường liên quan lắm, ờ. Ủa, là sao? Cái này bình thường lắm. Nghĩ đây mọi người. Cái này thì nghĩ bình thường thôi. Nghĩ sẽ đơn giản thôi. Bên trái nhìn. Trời, cha nhìn liền. Giống như quả tạ ấy nhỉ. Tứ thờ lặng mẹ mày vẽ những khúc sực trò ấy. Quay kiểu miếng thịt. Ok. Đây mà. Đồ tê. Việt Nam. Không được viết chữ nhỉ. Sao không em không nghĩ ra nhỉ? Em mà mấy S kìa, bắt đầu chữ S gọi gì kìa. Nếu gọi là bông minh Mỹ Đình thì gọi là gì? Bảy gì? Biên hòa. Ok, đơn giản đấy. Đơn giản vai đái luôn rồi. Rồi, cái này cũng đào đoán được câu này à? Một người nào đó. Em cũng đang tiểu một người nào đấy. Này mọi người, từ này mọi người không nhận ra đấy, em chịu mọi người luôn đấy. Là đấy chứ, lại thấy. Nắm tư. Ai? Từ à? Ai vậy? Đéo gì đấy? Phải. Cái gì? Cái gì đấy? Còn bốn viên cọc rồng. Không nhận ra là cái gì luôn. Bố trí à? Từ từ thử thôi. Ok kìa. Có hơn nữa. Trời ơi. Sao dễ vẽ cái nét nó ấy quá. Kìa. Gì đây? Cái đéo gì đây? Chân gan. Gì đây? Đây là cái mắt à? Đây là hết rồi. Từ này mọi người không nhận ra đâu, chịu luôn đấy. Gì đây? Cái gì nhỉ? Trời, ủa không phải. Sao à, mắt nhiều. Mắt nhiều gì đấy? 50 10. Thấy rồi, nhận ra rồi. Đó. Phải viết to ra. À cái nét vào à, to. À trời ơi. Là cái đéo gì nhỉ? Liền. Gì đấy? Gì vậy? Ở giữa là số đấy. Ở giữa là số nhá. À. Trời ơi, đẹp. Bài mới không có nhắc đến anh thôi. Cái này phải dễ to hơn nữa, đúng rồi. Đúng vậy. Yeah. Cái nét là to quá số à. Mã kiểu này. Đừng nét được mà. Bài mới của em nhắc đến mà anh Khôi không được à. Thế là to nét không được rồi. Thôi anh Khôi không có đam mê rồi. Đam mê rồi. Không có máu đam mê trong người. Thế không nhận ra nữa. Đây này em dễ thêm lá bài nữa. Ờ đúng rồi. Ui, mẹ mày vãi cả lìn à. Làm sao thế đi. Bố mày lại mày. Sao tạo hóa sinh ra được một thằng vẽ xấu như mày nhờ, bông mai nhờ. Vẽ cái thảm là xong rồi. Ừ. Mày vẽ con mẹ mày 5 cái ô vuông flop vào đấy phát là nhìn biết ngay rồi. À lồn anh ơi. Ờ vẽ 5 cái ô vuông được. Cái này cái này phải là cái gì đó, câu nói gì đó, là phải là một câu nói nhỉ. Ăn đầu bùi ăn cái đấy. Này phải là một câu nói nhỉ. Ăn đầu trước thì phải. Em hôm ông ý anh em đéo phải hôm nay on o o là gì nhỉ? On nữa. Sao o lại cuối nhỉ? On o chỉ có on thôi nhỉ. On cái gì? On gì mới được chứ. Thì đây ai đây? Sao nhở? Ai nhở? Đây là cầm chân à? Bình hay cầm gì đấy? Đi mẹ đi massage chân hả nhím? On không cái đâu thôi. Là khó đầu luôn. Khó đầu quá. On đầu đấy nhở? Khó mọi người đều biết đấy. Đấy á. Thế nào ta? Thật nhìn ngu rồi. Con này thấy sướng nhỏ. Thôi, không biết đâu là đúng kìa. Ok. Gì vậy? À. Ok. Why?
Ok. À, hiểu, hiểu. Ok, hiểu, hiểu. Ok, 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 hiểu. Ok, à. Sao đéo biết nhở? Từ đéo gì nhở? Đây, đây, đây là ai? Đây là ai đúng rồi? Nhím vẹ luôn ạ, nhím vẹ luôn. Nhím vẹ. Mày vẹ đéo liên quan luôn. Ờ, đéo liên quan luôn ấy, nhưng mà... Thằng đéo nào? Tại vì thằng đấy nó như thế. Đây, thằng em thằng ơi, hát bà đấy nè. Cuối là giống nhau. Nhà nhau học đúng đa, nhau học đúng đa. Đừng anh Độ ơi, cái bài mà nhím hát karaoke ấy. À. Ok anh. Ok ok mấy con chó này ok đấy á. Ủa okay, mày à mày hóa cả lìn ạ. Nhớ mà cái thằng hát bài đấy nó là nhà hóa học anh ạ. Đéo biết, đéo biết. Thề, tao chỉ nghe mỗi mày hát bài đấy thôi, đã nghe thằng đấy hát đéo đâu. Chịu. Sao mà biết được. Ôi dễ xa dữ vậy. Sợ vậy đấy. Sao ông vậy ghép từng. Ok, chó sủa ok. Gì đây? Rambo. Cái lòng gì đây? Đây là chắc chắn là người anh của chúng ta rồi, không phải à? Ừ, anh Độ à? Nó rồi anh Độ. Mũi nhọn thế. Ủa đây là anh Ben hả? À? Kỳ vậy? Nó đang khóc à? Tiêu phải mũi nhọn thế. Nốt ruồi à? Thế vì đang chửi thề. À. Ai có nốt ruồi nhỉ? Ai nhỉ? Ai khóc? Cay à? Còn slot không mọi người? Cái gì đấy? Ông chú ơi. Cắt ra à? Cây. Củ cà rốt ở nhà. Ông bà già kêu oai oái. Có con gái lái xe tăng chạy băng trên đường phố à? Địt nế. Ủa đúng mà đúng à. Thề sao chú mày đoán được nhờ? Ờ chẳng sao. Đéo hiểu kiểu gì. Anh nói nhiều lắm luôn. Anh nói nhiều mà. Anh nói nhiều. Anh không biết luôn anh Độ ạ. Anh nói nhiều. Cái cảm giác của anh như thế nào? Nó là câu nói. Cảm giác của anh bây giờ như nào? Bây giờ anh chết một à, con. Again. Mày à mày. Đó đó, tụi mình nói câu gì đó. Tụi mình nói câu gì đi. Thuận bị nói luôn. Cày thế nhờ. Bà cái nó phải là cay thế nhờ đúng không? Nhưng mà thế thế thấy em hợp, miêu tả hợp lý chưa? Thì thế gì? Cái này đẹp đẹp, đẹp phải đẹp phải đẹp, 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 đẹp 10 điểm. Ôi dễ thế nhở. Ôi lót luôn rồi. Ôi tưởng dễ em gì dễ luôn à. Mặt trời. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Anh đúng không hả? Anh là PC không đúng. Ok. Nhiều người. Vậy thì cho từ từ nha. Ok. Độ chẹt chẹt mẹ à. Thằng kia gõ luôn logo đơn giản thế. Ok 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 bình thế nhở. Ok 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 thế nhở. Liên quan mọi người thì nghĩ dễ thôi. Có bốn từ. Có bốn từ anh ơi. Guitar. Thì thấy có bỏ game rồi. Cái đéo gì nhở. Thế chúng mày vẽ xấu đi em chịu được ý. Thì anh phải đoán chứ. Nhìn không ra đoán ấy. Đoán được sự kiện đấy. Nhìn không ra chỉ có đoán thôi. Nhìn không ui ra. Hay đi qua tên đồ hết mà. Lờ. Đi qua tên đồ ấy. Qua tên đồ hết. Nhìn phát biết luôn. Cái gì cái tên đồ mới lại có chữ lờ nhỉ. Không anh đồ cho anh đồ không biết đâu. Ừ. Kìa chữ lờ kìa đây. Thì biết chữ lờ rồi nhưng mà từ mẹ. Ba đời. À mày à mày thề chịu con đố không biết mà. Thế cái bên dưới đây là cái đéo gì bắt cháo anh ạ. Bắt cháo lươn gì á. Cháo lươn vãi lên nè. Vãi cả lên cái cháo lươn nữa thì biết thêm kiện như thế thôi. Chịu và lên cháo hiểu kiểu gì cháo lươn đúng là bán đồ ăn của khác bán đồ ăn. Anh Tú 10 điểm. Ui lại bốn từ từ á. Pino luôn. Pino vẽ Pino. Con nếp. Ờ kiểu gì vậy? Là anh Độ rồi. Phải Michino. Là anh Độ nữa, là anh Lương khác nữa. Là anh Độ. Lương. Lại là anh Độ. Ờ, mặt cười á, mặt cười á. Đang vui à? Tung sói à? Tùng. Phải Tùng nhỉ. Ai 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 enter đi. Không không dám. Enter đi, Huy Huế. Nãy luôn. Nãy thử Michi rồi. Ok. 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 Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Là à. Vẽ đẹp vẽ đấy. Đủ vẽ được đấy, vẽ được, vẽ được. Cái đéo gì nhỉ? Cái gì ta? Cái gì nhỉ? Cầm gì kìa? Thì like rồi
À rồi 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 rồi, hiểu 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 hiểu. Vui rồi anh kìa. Vui. Anh vui không ạ? Hay vui. Thôi mà nghĩ phức tạp thế nhỉ? Ờ kiểu mình bị nghĩ phức tạp quá ấy. Ôi khó thế. Nhiều thời gian mà chẳng từ khó chỉ từ từ vui. Dài thế. Ôi trời ơi. Dài thế, 3 3 4. Ôi trời ơi. 3 3 4 3 chứ. 3 4 3 4. Cái gì bài con đỏ là gì nhỉ? Ủa, ui đồ rồi kìa. Ủa kìa vãi lên. À. À. Anh quấn à. Đây là gì? Nhớ phải. Thiếu. Ok. Ủa mày, tay đến đấy. Để được cái gì à? Rồi 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 rồi. Ờ kìa. Biết chữ đầu rồi đấy. Liền. Cái gì đấy? Thì mọi người trông cái áo kìa. Rẻ rách. Biết từ cuối rồi. Từ cuối biết rồi. Ờ từ giữa đéo biết là từ gì. Ơ kìa. Ờ kìa anh ghép hai cái. Anh ghép hai cái đấy vào xong. Ủa? Nó dễ quên cái đó luôn mà anh đồ. Ừ mà sao? Cứ là cái đó thôi. Mà câu đấy cái từ thứ ba là gì đó? Ờ từ thứ ba là từ đéo gì nhỉ? Sai chính tả. Ghi đấy sai chính tả. Sai chính tả từ thứ ba đúng không? Dễ lắm. Vậy chính tả đi. Cái gì? Cái gì? Là rẻ. À. Anh để nói tên à? Rẻ với nhau. Thế này là sai chính tả đúng không? Từ sai chính tả đúng không? Không, rẻ là đúng thôi nhưng mà. Rẻ là đúng mà. Ô rẻ là đúng. Rẻ này là đúng. Ông nhưng cái nghĩa của câu này là. Nhưng mà phải là rẻ kia chứ. Ờ, ta tưởng rẻ là R rẻ chứ. Không, em tưởng R đúng rồi. Rẻ này là cái rẻ anh ạ, rẻ kia là... mà thế là mình sai à? Cái này nó cũng... Nhưng mà cái từ mọi người sai là... Nhưng mà không phải cái kia viết tắt nó hay hơn kiểu DBRR á. Mình toàn nói là rẻ R. Em nhớ ngày xưa đọc ở đâu? Ủa, ba từ. Q&T. Ai kêu anh ti đi, có người rồi. Mà... Ai đúng nhỉ? Ồ, anh Kino à? Ồ, đều kính buồn cười thế. Xuân cảm đi. Xuân chua. Chua. Sai. À kìa. Tưởng mình là... Mày thấy đâu phải à? Đéo thì mẹ con ốc sên à? Cái gì đây? Cái gì đây? Ok. Cái gì thế? Cái đéo gì? Cái gì nhỉ? Bị tí à? Ok, mai kìa đây. Tự anh dễ, anh dễ đó là cái gì vậy? Ô kìa. À à. Ôi. Rom. Lòi rom đúng không? Không phải lòi rom à? À. Ui. À mày. Mày con nhím đó chứ. Vẹn. Để mày. Không biết mẹ con nhím đéo đâu. Trời ơi, đúng thiệt luôn hả? Nhím dễ với anh. Đúng rồi, lòi cái rom. Ô kìa. Anh coi dễ, tôi dễ em ạ. Cái gì? Nhưng mà sao cái rom to hơn ở nít thế này anh coi? Đéo giả mến tơ. Vẽ đi nó sai. Chưa hiểu. Nhìn đéo bị. Ừ. Mình tưởng cái cánh hay cái đuôi vậy. Nó tự nhiên cũng biết đâu này kìa. Nhiếm. Nhiếm phải biết rõ lắm mới nhiếm. Không muốn nhận đấy. Ừ. Đừng từ chối sự thật đấy nhiếm ơi. Nhiếm ngại ngùng. Nhiếm hỏi. Nhiếm chảy. Khó đéo gì mày à. Khó chỗ nào. Nhìn đến rồi. Anh Linh chị Y Ninh. Ui. Ui dồi. Giải thế. À. Bắt đầu đây. Gì đây. Ai vậy? Dạ, hóa học đúng ta. Ồ đúng. Ok. Ok. Thôi à. Ui. Tô. Ôi. Có cái bùi. Nghĩ đơn giản lắm mọi người ơi, nghĩ đơn giản thôi. Ok à. Người bèm sao vậy? Cái đéo gì vậy? Ơ kìa, đang nghĩ đơn giản. Nghĩ đơn giản thôi, nghĩ đơn giản thôi. Đừng nghĩ khó quá. Không được bay tới mình thôi nè. Nhưng mà sao nó lại là ôi, chú ơi. Ơ, dễ mà. Dễ mà. À. Dễ mà. Có đéo phải. Trời ơi, nhìn như tưởng con gián à.
Ông anh độ kiểu tưởng tượng về em phát là nghĩ ra ngay, thề. Tưởng tượng về em cũng thế, em thì cũng đúng mà bạn đúng không? Tưởng tượng về em nữa. Ờ kìa mẹ, mà tại nó đéo liên quan nên mình cứ bị nghĩ nó liên quan đến mình ấy. Cay vậy này. Tại không, lúc nãy là Nhạc nói rồi, em gõ thử xem đúng không? Đúng thật. Ủa có nói hả? Ừ, Nhạc bảo thiên thần à, em gõ mẹ luôn. Đâu, ai ấy chứ? Anh mà. Ừ, ai? Đúng phải không? Đúng con mẹ. Còn ai nữa? Thì em gõ thử. Ờ. Vậy thì đúng rồi. Thấy không? Đôi khi làm người thí điểm. Lại nữa. Lại nữa rồi. Lại là anh Độ rồi. Ý? Sao lần này mặt tươi thế? Mặt tươi nhưng mà nhìn lên trời. Ủa vẽ đẹp ấy. Chuẩn logo nha, chuẩn logo nha. Ui. Chấn cái này, chấn logo này. Đang làm gì, đang làm gì? Hí anh em. Thì số 4 ấy. Nhiều nhiều nhiều. Từ từ bây giờ có một hin là ra luôn. À cái gì ốp à rồi biết rồi. Ui. Đây rồi. Oh baby, thế đéo gì nhở? Thề hiểu luôn đấy, anh mà hiểu luôn đấy. Vừa ăn đồ mà nghĩ cái này khó vẽ thích hả? Ui anh Độ ơi, à ra nữa chữ ấy. Anh bây giờ mình đang khó ba lên. À mẹ à mày, trời ơi khó đéo chịu được. Đéo hiểu các bạn. Ủa mò đâu rồi? Hí hí anh em nữa hả? Lại nữa này, lại nốt ruồi. Lại nốt ruồi. Ok. Gì đấy? Cái gì đây? Biết là ai rồi đấy. Rồi rồi, tiếp nào, tiếp đi. Ui. Gì đâu đây? Ha 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 ha. Gì? Úi trời ơi, kìa. Để sao nhỉ? Ha ha ha. Đây là anh Độ Bravo đúng không? Mày đi à? Ôi mày hay đấy. Không phải. Bốn người bên trái là bánh bao chỉ. Tại sao con heo là tao khác nữa? Cứ. Khác mà. Cứ gì? Ô kìa. Tưởng thế là hay. À. Rồi mới nhớ ra. Đẹp bản. Đẹp hết là cái gì ạ? Sao cái boy này nhanh nhỉ? Hên đủ. Đây là anh Độ với bô mà. Khi nào nữa? Ai cũng dễ heo. Anh Độ với bô. Bên trái giống khá cảo vậy. Ừ, nhìn con heo quá chịu. Cái gì đấy? Mấy cái đỏ đỏ cái là mấy cái đéo gì chứ? Corona. Nó còn ai chưa đoán được đấy? À, còn gì? Đẹp. Ui anh Độ vẽ. Con ếch à? Rắn. Cá sấu. Cá sấu à? Con rồng. 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 Rồng thần à? Đi đây. À. Hai là gì? Là sáu tá. Dễ hiểu vai liền thế mày luôn. Lớp bốn rồng. Bắp bồ. Hai cái là hiểu liền luôn. Hai là gì? Thiên Long Bát Bộ. Lớp bốn rồng. À. Dễ mày đấy thằng Snack. À. Mày nói tao mà nhớ đến mày Snack ạ. Lên tiếng ấy nhớ luôn. Ok. Rồng trong đần độn thế nhỉ. Đúng rồi con gì. Không đúng vàng giống mà. Trời rồi. Chúa ơi. Chết mẹ rồi.
Okay. Tên nữa hả? Tên Google em ơi. Ai thử Missy đi. Từ từ em nha. Missy. Tử. Không, chết mẹ rồi, tức là khó, không thể nào là Missy được. Không, nghiệp Missy luôn. Người biết liền à. Từ từ. Không biết rồi đó. Chuyết nhật rồi. TV à? TV. Không, cái này... Cái này bắt buộc nó là phải vậy rồi anh ạ. Vậy. TC là cái đéo gì? À, phải cái này không? Ok. Không phải. Là Bino. P. Không. Bino. Ai có... Ai có giữ Bino này? Bino. Từ từ, chữ B à, chữ P à? Hay là nó là... Đây rồi. Rõ ràng luôn. Cái gì đây? Ok. Mẹ ai? Đấy, đấy. Vàng. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ. Ơ kìa. Ơ kìa. Là sao? Trời, Huy hái hách. Huy hái hách bãi liền. Là cái gì ta? Nó tô màu vàng. Khác đéo lúc nãy. Nó chưa tô màu vàng nữa. Huy hái đậu. À. Cái gì nhờ? Lúc đó còn chưa tô màu vàng nữa. Đây. Dễ nhiều thứ được mà bố. À. P. Không mà vẽ súng hay các kiểu là biết mà. Bay nhảy dù. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ôi trời ơi. Mẹ mày. Rồi không vẽ cái map Mirama cho. Cái này dễ mà. Cái map. Vẽ cái mũ ba cũng được. Ờ vẽ cái mũ ba dễ nhất. Trời ơi. Nó là biểu tượng của PUBG luôn á. Chỉ có cái này em vẽ được cho anh đi. Không vẽ vẽ xấu đâu sao đâu. Vẽ thôi. Đừng có ngại vẽ. Từ từ nha, cái này hay nè, cái này hợp lý nè. Vẽ dễ thôi. Dễ lắm, cực kỳ dễ luôn. 2, 4 Ui dồi. Ok. Trời ơi. Mày à mày. Gì à? Ok không? Sao sao đổ là gì sai? Đây đây đúng rồi 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 đúng rồi. Cái này là lúc nào anh đổ cũng phải đặt đầu tiên ấy. Cái gì vậy? Ôi ôi biết rồi biết rồi. Ôi trời ơi. Nhìn cái hiểu liền nhìn cái hiểu liền. Ôi trời ơi. Mình cứ nhìn thấy mấy cái hộp đấy bằng nhau đang bảo cao bằng mà cao bằng làm sao như thế được. Xương bằng. Cao bằng. Cao bằng không nghĩ nhiều thế nhờ. Nghĩ hơi nhiều. Ai chứ đồ được thế nhờ. Để nhìn nhé. Nhìn nó kỳ vậy ta. Đúng rồi nhờ. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Thành đấy có từ biết mua xa mà không biết dễ xa biết sao à? Cái đẹp này. Không được, không được. Mẹ có quái vật cười thôi, đi là sang ngay. Mọi người khác nhau, mọi người khác nhau. Đây, từ. Ok. Gì đây? Đeo kính. Ok. Bánh coi. Cái gì nhỉ? Chờ từ đầu. À. Chờ từ đầu nãy giờ. Đợi. Ờ kìa. À. Cây thế nhờ. Cây địch mi nổi trước cũng là cái sai luôn. Đánh ngay luôn ạ. Nghe rồi. Nghe làm cứ tưởng là ai đấy. Thế mày chỉ vào thằng đép là tao biết chữ voi thôi không phải. Không, em chỉ vào anh mà. Thứ tự khác nhau quên mất. Đấy, em lại thấy chị không sai chứ gì. Khó thế. Hay đổi tộc nhỉ. Ai thử không? Sao lại mua vàng nhỉ? Không phải, nếu mà là đội tộc con mặt kia đã có kiểu nốt ruồi của anh độ thương hiệu rồi. Ừ. Ờ kìa có luôn kìa. Đấy, 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 đấy. Không, không phải, không phải, không phải. Không phải, không phải. Ok kìa, ba mày. Đổ vô nhà. Đấy, anh em ở đây của em. Khó nhỉ. Bế thuật. Nó là một câu nói hả? Nếu không, nếu mà khó thì không phải anh độ rồi. Nó là một câu nói hả? Nó là một câu nói rồi. Nó một địa danh anh ạ. Địa danh. Địa danh á. Bé sụt là bé gì? Cái gì? Cái gì A ta? Hà Nội à? Không phải.
Lống cú. Yên Lãng à, không phải. Địt mẹ. À biết rồi. Hả? Khó vậy. Biết rồi, biết rồi. Chết rồi. Để anh ở trên đó em không biết. Cái gì? Rap á. Rap. Chết rồi. Ui giời ơi. Là cái đéo gì? Cái gì anh đang quay ở đâu giờ? Là cái đéo gì? À! Danh kìa, danh. Rồi 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 rồi. Nhạc biết. À nhớ rồi. Rồi để em nhớ đã, để em nhớ đã. À nhớ rồi. Mày vẽ quá. Mày anh quá lộn nhau rồi. Chịu. Mình vẽ này chuối gòn ấy nhưng mà không không biết vẽ anh ạ. Chuột này chuối gòn ấy. Trời ơi, có phần khó gì không? Mà em cửa vẽ sợ vẽ QNT ra thì mọi người vẽ lên. Sao vậy? Vẽ qua cái nút của anh. Ờ, tự nhiên chấm một nốt ruồi đấy, tự nhiên khó nghĩ vậy đấy. Em đang định tô đen da của anh Quang đi. Để cho mọi người dễ hiểu. Đâu 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 đâu, tô đen nhá. Kìm là ác đấy. Ngoài hết đen rồi. Lại nữa rồi. Đúc rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Nào, lại ghế thằng 7, thằng 7 nhá. Đéo phải tao nhá, lại sắp đổ tao đấy. Em thấy mất ăn sáng ở đầu ơi. Nào. Em nhìn cái cọt này. Không, không, ghê, ghê, ghê. Gì đây? Ok. Ông bảy chưa thay ghế đi. Ok. Trời ơi, update đi mọi người. Gần đây sự kiện gì gần đây nhất? À. Sự kiện gì gần đây nhất? Gì, gì đâu liên quan sự kiện gần đây nhất? Corona. Gần đây nhất nó có không? Không. Lại thành. Lại thành. Ok. Nhím nhím ơi vẽ như lúc nãy cũng được. À cái gì ta? Trời ơi. Em phải đoán chữ chứ dễ vậy không hiểu luôn á. Ôi bấm nhầm rồi. Ơ. Mà sao mọi người không không đoán được à? Guys. Không. Không. Đúng gì đây? Ủa sao lại sự kiện nhỉ? À. Đấy, sự... nhìn này chắc dễ hơn này. Dễ mà, trời ơi. Không, sự kiện là tao lừa đấy Huy ơi. Cái gì? em gọi cái từ này từ đầu nhá. Anh nói từ kia em đều dám với tớ. Sao lại cối nốt rồi nhỉ? Này là ai đây? Để nhận biết là con ai. Ôi okay. Con à? Ôi! Hey. Ai chứ lừa thế? Tự nhiên mày cho nốt ruồi, tự nghĩ là anh Độ mới đi cắt tóc. Tưởng cách ly hay gì? Gì đấy? Không liên quan hả? Cắt tóc à? Cam à? Quả táo à? Táo à? Ai ghi cắt tóc thử? Táo? Anh Ben? À, em tưởng tam mau không ôm sợi. Nhu nhu. Tam mau. Táo sáu. Quả quả. Tam mau là ba sợi mà đúng không? Ba sợi đây nhưng mà. Cái lì gì đây? Sợi đầu nó ở giữa. Đây đây. Đéo gì đây nhở? Đéo gì đây? Ui giời ơi. Ai đấy nhở? Ai nhở? Ai à? Hả? Ai bóp táo đây? Hả? Ai làm gì đây? Cắt táo. Cắt táo. Cáo hả? Xúc quét nhà xẻng nhỉ? Hay là phải chết cáo ta? Hay là ăn đổi nhỉ? Ăn đổi cái gì để thổi đôi thế thế này thì lên múa hả? Không, múa hả? Chữ cuối là chữ múa. Táo à? Táo cái gì? Táo đấy à? Em gợi ý nha mọi người, gợi ý được không? Hay quá Nhạc ơi. Đây rồi. Vá lên nè. Thôi bị hách não luôn đấy, trời luôn đấy. Thề. Cái gì ta? Cái đéo gì nhở? Ờ khó vãi lìn ý. Cái tuổi đào FIFA như em vậy. Từ đầu là từ quả đó. À. À. Vãi lìn thật. Ui, quả táo đúng à? Rồi, mọi người nghĩ đúng rồi đấy. Thề. Mẹ sao quả táo lại sao đây? Phải. Quả đúng rồi nhưng mà không, đánh lừa tí, đánh lừa tí, đánh lừa tí. Mú nhưng mà đéo hiểu cái hình thứ hai có ý nghĩa gì vậy? Sai. Mú quạt anh ơi. Mú quạt. Trời ơi, sao lẻo quá. Táo vô ăn lâu nè. Nhìn em như quả báo à, quả lôn. Quả báo. Quả déo là quả gì chứ biết quả déo là gì quá. Dẻo quá. Quả déo là gì quá. Quả déo là gì quá. Trời ơi, bà ơi. Thời xưa, thời xưa. Ôi, này chơi hết, em bị lũng đảo. Trời ơi. Ui, dài thế. Rồi, Missy Gaming, không phải à? Không phải. Tên này dài rồi. Tám tư rồi. Không phải Missy Gaming. Ai vậy? Ai găng cơ thế? Ôi, hay thế nhờ?
Cái đầu gì đấy anh Ben? Xem Exit phải không? Không phải. Không phải. Nhìn cái này, nhìn nó vẽ cái mồm. Ai vẽ nhở? Ờ đúng rồi, nhìn nó vẽ cái mồm là biết bởi vì mình là người làm cái này. Mình làm cái này. Làm cái này. Anh quan QNT à? Ờ, không lẽ là, ơ kìa. À Haki, Haki Food. À. Ờ kìa. Tại sao lại nói nhờ? Tại sao lại nói gì? Ờ kìa, sao lại đúng rồi? Em nói linh tinh ấy. Okay. Không sao, I know that feeling. Em nói trước khi bấm luôn ấy, để... Đấy, em vẽ logo luôn ạ, à, vãi cứt. Chụp xấu quá rồi nhỉ? Em làm logo anh ạ. À, bảo sao nhanh thế? Kiểm enter. Lại thôi. Lại nữa. Việt Nam. Sài Gòn. Ở đâu nhờ, cái gì nhờ? Ở đây khúc nào đấy. Phải. Phải còn vẽ. Ủa đây cái đéo được. Huế à? Người chơi Huế gì ta? Huế đâu ở đó? Học địa lý. Ui. Ui. Cái gì đấy? À, đó là đó. Đấy đâu phải Huế, đấy đâu đó là Tây Nguyên thôi. Số con mẹ mày phát thiết rồi. Đầu thấp rồi. Anh Pino, anh hồi xưa anh học địa lý. Ai vậy? Mấy phải vậy? Chú bé. Huế nó mới làm mình đéo đó. Anh Huy cũng biết là mình nó lại vẽ cạnh Long Biên đấy. Dễ mà Huy cũng không biết nữa sao đấy. Hề chúng mày vẽ Việt Nam xấu vãi lìn ấy. Ngày xưa đi học chúng mày đéo được học bài vẽ Việt Nam à? Có anh mình lâu rồi. Chữ S thôi, chỉ vô cũng được. Ủa đẹp mà mày lần đầu tiên tao biết chỗ đó nằm ở chỗ đó đấy. Đó, em biết thêm gì nữa à? Quy Nhơn, Cần Thơ. Thằng nào vẽ cái bản đồ Việt Nam biết mà chứ. Mà mà tưởng con dao ạ. Cái gì ta? Cái gì nhờ? Cái gì ta? Đang ngủ à? Đây kiểu ô tô mà. Hả? Đang nằm. Đang nằm ngủ hả? Đi tới. Bay. Ok à. Phi. Hả? Là sao? Là xóa đi. Từ từ. Đây nha em vẽ. 47. Có râu. Có râu. Có tóc. Ủa? Ủa? Có râu á. Mẹ ú. Ok. Ai nhỉ? Mẹ trông giống sa tăng vậy đấy vậy. Phúc à, Du à? Cái gì cái gọi là gì nhỉ? Phúc Du à? Đéo phải. Này là anh Mimosa đúng không? Mồm lông à? Lồng mồm à? Giáo chủ à? Không phải. Giáo chủ. Chúa lừa. Mẹ mày. Thì cái hình trước là gì? Hình trước là gì? Ai lên à? Có anh hình thoại ông chồng làm một ghế. Mẹ đi sao biết luôn. Không nghĩ là như thế luôn á. Gì nó vẽ sao béo trong chán ra chứ được. À, cái ảnh nằm ở trên cái ghế. Sư tử. Nhìn tôi nghĩ là khó vẽ à. Ok. Ôi à. Ok. Ok. Ờ. Cái này đoán cái này từ đó đoán cũng được. Đoán được rồi. À. Mà là cái gì nhỉ? Ai nhỉ? Ơi trời. Cái bên khu nhà. Để anh coi vẽ như thế nào nè. Vẽ đi anh tư. Đấy đấy tư, em đang xem kiểu tóc của nó như nào. Được cắt tóc. À. Vuốt rồi. À. Gì đây. Cái thằng, này á. Hóa ra là mày. Này à. Ơ kìa. Như nào nhờ. Đấy. Ờ. Cái gì A ta. Ôi nào giờ. Cái gì vậy. Trời ơi. Tơi đủ. A ta. A làm chữ. Này anh. À, tóc kiểu này. Rất Google nó ra tóc kiểu này.
đúng. Trời ơi. Ai đây nhỉ? Ai nhỉ? Ai nhỉ? Ơ kìa. Ai nhỉ? Vẽ thêm đi anh, vẽ thêm cái gì bên cạnh nó đi. Ai mà mặc tròn những cái banh nhỉ? Đặc điểm. Chỉ có một người có chữ A thôi. Sao bao? Người đó vừa lên tiếng đấy mọi người. Ơ kìa, rồi ơi. Tài ơi. Có thời gian à mà. Mày à mày, thề đéo nghĩ ra luôn là thằng bố ấy. Em anh đấy. Nó chả có đặc điểm gì để vẽ. Ờ, mày cứ bị nghĩ lan man đi đâu ấy, sợ vậy này. Cấp chưa bắt giới là được mà. Vẽ cái tay có hình xăm ấy. Chim cánh cục. Gì đấy? Cú lừa. Tí hon. Mù mắt à? Đừng đâu. Trời ơi, xin lỗi. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Thôi em... Là thật à? Mẹ ơi, nhạc rồi. Ơi. Thì nhạc mình có nói xin lỗi luôn được mà. Mày cứ để đấy thôi. Tao để ý mày nói gì đâu. Thật, coi như không nói đi. Lộ, điền lời lộ mà. Sao vẽ ly xin ra? em định vẽ mà, em định vẽ ly xin. Ôi, tính ra mình gần bét ạ, vẽ cả đái á. Mình chơi đỉnh thế mà. 100. 500. Mũ. Đâu cho. Nhanh tay là được, nhanh tay là được. Dễ hả? Nhanh tay là được. Dễ thế nào? Kiểm điểm thế nào? Nhanh tay hôm nay nghỉ điểm. Mày tư kia khó quá. Tư kia có tư sỏi nguyên mà em có chơi ma sỏi đâu mà em nhỏ hình được. Sao Nguyên vẽ con sói màu đen? Ờ, vẽ con sói cho tô đen xì rồi thôi là xong à. Nhưng mà nó không chơi kìa. Ờ, sao bị rát game rồi? Rát game rồi. Ôi, trời ơi. Nghe. Game không cho chơi luôn, đoán lâu tê nhỉ. Mẹ, tại mấy thằng kia AFK lâu quá ấy. Thế là kích con mẹ ra.